ASEAN Defense Minister Meeting Plus begins. Lễ ký sẽ được bắt Việt Nam. Thank you. Joint declaration of the first ADMM plus. Trong đó đấy thì đều thống nhất một cái nhận thức chung ấy là chúng ta phải giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, bằng đối thoại. Thế và phải trên cơ sở là luật pháp quốc tế, Công ước về luật biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc về tuyên bố cách ứng xử giữa các bên tranh chấp ở Biển Đông là DOC. Và chúng tôi thì cũng có đề xuất đấy. In the alphabetical order, last countries will start from Australia. Sau đây xin trân trọng kính mời các vị trưởng đoàn ăn trưa tại phòng